Chào các bạn. Các bạn có khỏe không? Bây giờ thì mình đi chợ Nhật. Ở đây là một ngôi chợ của người Nhật làm chủ tại thành phố San Diego, tiểu bang California. Tên ngôi chợ tên là Marukai. Đây là ngôi chợ đã thành lập ở tại San Diego là rất lâu đời. Và nguyên cái khu vực này, ba ngôi chợ nằm trong một mảnh đất là cổ chủ của người Nhật. Thì mình sẽ review cho các bạn xem là chợ của người Nhật bán gì ở trên đất Mỹ. Các bạn đồng hành với mình nhé. Một khu đất này rộng lớn như thế này đây, bao gồm 4 lần đậu xe. Phía trước đó là một ngôi chợ, khu vực đó nó là bán đồ tươi sống, biển, rau củ rồi các bạn, đồ biển, rau củ. Còn bên đó là bán những đồ furniture, đồ điện lạnh, nói chung nồi niêu xoong chảo, là những cái đồ khô. Còn bên đây là chuyên viên bán những đồ lưu niệm và đồ chơi và những đồ mà lưu niệm luôn, nhưng mà cũng là đồ khô luôn. Các bạn đồng hành với mình xem họ bán gì. Nó chuyên về mỹ phẩm rồi thuốc thang hay là những vật kỷ niệm ăn uống nhỏ nhỏ gì đó các bạn. Nó chia ra nhiều khu vực, mình sẽ đi vào bên trong cho các bạn xem nha. Ở đây có một cái chỗ đổi tiền, đổi tiền mấy cái token ở đây thì mình về chuyển qua bên này, mình chơi, mình đổi lấy quà. Cái sản phẩm này nó nhập từ bên nước Nhật, nó nhập qua đây thì nó có rất là đa dạng những trò chơi gấp thú các bạn. Một lần trò chơi đó là một cái token cho một lần chơi đó các bạn. Đây là những cô gái, những chàng trai tuổi trẻ xì tin rất là mê tới đây, nhất là những cô sinh viên người Nhật. Thì họ thường họ tới đây, họ trao đổi, họ chơi những trò chơi này để họ lấy những cái móc khóa treo vào những cái valo, những chiếc điện thoại, rất là thú vị. Đây, cô chợ quý vật thì họ thiết kế rất là bài bản, gọn gàng sạch sẽ. Vô một ngôi chợ, các bạn thấy không, họ bán nước hoa dành cho phòng ngủ, phòng tắm để cho nó thơm. Đây là những cái đồ kem đánh răng dành cho trẻ em và người lớn. Chuyên cung cấp đầy đủ. Hầu hết chợ Nhật thì họ không sẽ bán những sản phẩm của người Mỹ sản xuất, mà họ luôn bán những sản phẩm của nước họ sản xuất và nhập qua bên này. Tất cả những sữa tắm, trẻ em, người lớn rồi nằm ở trong khu vực này. Những cái bình mà thủy tinh mà đựng đồ ăn, đồ cơm, nước súp rồi với nước uống các bạn đều toàn nhập bên từ nước Nhật qua hết. Rất là chất lượng. Các bạn thấy một cái bình đựng nước uống của người Nhật họ sản xuất, họ đã nhập qua bên đây. Đó là thương hiệu của nồi cơm điện đây. Một giá của nó là 42 đồng chưa tính thuế nha các bạn. Sản phẩm Nhật rất chất lượng nhưng mà rất là đắt. Cái khu vực này là khu vực chuyên bán những đồ dụng cụ để làm sushi các bạn. Những cái cuộn đồ cuộn. Đây cuộn sushi đây, đồ đựng gạo, cơm và họ cuốn. Đây là khu vực nhà bếp của người Nhật. Họ bán những cái muỗng đựng cơm, múc cơm. Nói chung là dụng cụ ở trong bếp núc. Tô của Nhật thì về vấn đề mà chất lượng thì rất là bảo đảm. Các bạn, về đây những con dao của người Nhật sản xuất và bán tại Mỹ đây. Năm họ đã siêu lại bán một con dao như vậy là giá 25 đồng, độ khoảng chừng 600-700 ngàn một cái, có những cái là khoảng chừng 1 triệu. Đây, các bạn thấy dao của người Nhật thì khỏi nói rồi, các cá rồi các đồ không thấy dấu vết, tì vết. Mấy cái này là mấy cái đồ đũa dành cho tập với bé cầm đũa, mấy cái bình sữa của em bé dành cho em bé, thương hiệu của Hello Kitty đại diện cho nước Nhật. Về sản phẩm của thương hiệu nước Nhật là các bạn thấy là hiệu con cọp Tiger là nồi cơm điện là số 1 ha, ở thế giới. Đây, thương hiệu của nồi cơm điện này. Một cái nồi cơm điện có hiệu Hello Kitty rất là dễ thương dành cho đôi vợ chồng son mới lấy. Khoảng chừng ăn được khoảng 4-5 chén cơm các bạn thấy không? Rất là đẹp. Là bên này là nước áp suất, nước nóng. Giá của nó thì cũng khoảng chừng độ 130 đô la. Này, kế bên của sản phẩm Tiger thì do COC này, sản phẩm này của Nhật, nồi cơm điện rất nổi tiếng. Đây là những sản phẩm mà nướng ăn tại chỗ. Thương hiệu này con voi là cũng là ngang ngửa với hiệu con cọp các bạn. Này, mấy bình thủy.
Đây là khu vực bán cầu lông này. Cầu lông ngắn dành cho em bé chơi thì giá chừng 40, khoảng trên độ 100 ngàn. Còn dành cho người lớn chơi thì cho đây khoảng chừng 13 đô la, độ chừng khoảng chừng độ 200 ngàn từ Việt Nam mình. Đây bán nón thương hiệu mấy cái chữ của người Nhật, Samurai, Lucky, Happiness này nọ, là giá khoảng chừng độ 7 đồng, độ khoảng 160 ngàn từ Việt Nam đồng. Những cái áo sơ mi này là đóng in lên trên mặt theo chữ Nhật hay là logo của người Nhật thì giá khoảng chừng độ mình nghĩ là 10 đồng, khoảng chừng độ 220 ngàn từ Việt Nam đồng một cái áo sơ mi 10 đồng các bạn. Tính ra một cái áo thun như vậy mà giá 200 ngàn thì đâu có mắc. Tính ra có 10 đô một cái, rất là rẻ, mặc rất ấm và rất bền, và đủ thứ kiểu mẫu mình lựa chọn. Tính ơn trai mình, mình có mua cái nón này cho con trai mình nè các bạn. Đó, 7 đồng. Thì con trai mình sinh năm rồng cho nên mình mua cho bé cái tuổi rồng. Mình cũng đeo cái rồng luôn. Mình cũng đào một cái, hai cha con đều giống nhau. Con ra ngoài, ngoài khu vực đó con chơi chút đi nha. Khu vực đó, khu vực mấy con robot rồi mấy con khủng long rồi mà của sản phẩm của Nhật đó các bạn. Khu vực đó trình bày là tí mình review các bạn xem. Mình cũng mua một cái nón giống gì, giống con trai, hai cha con đi đâu chơi đổi ha. Các bạn thấy mấy đôi vớ của người Nhật bán không? Một đôi như vậy là khoảng chừng độ 100 ngàn một đôi thôi nha. Một cặp gì thôi, 100 ngàn. Người Nhật phải nhập qua bán luôn. Đủ câu kiểu đó. Đây là những sản phẩm dành cho bé, nơ, đồ kẹp tóc, thương hiệu của Hello Kitty, gương soi, gấu nhổ bông. Wow, that's good. Tuấn ơi, con có gì đó, có hai cái gì đó, hả? Chị em khi vào chỗ này giống như một cái thiên đàng đồ chơi của Nhật Bản, hàng chính gốc, sản xuất tại Nhật và không gia công ở bất cứ nước nào hết. Những mặt hàng này nó nhỏ mà có vỏ các bạn ơi, đụng vô thì cũng hệ hơn 100. Những sản phẩm này rất đẹp. Cái này mà chơi mà có tủ kiến á, chân là mới đẹp chứ mà mình không biết giữ kỹ, mình xếp xong rồi mình quăng tứ xu tứ phía thì nó lại uổng phí, tại vì những con robot này rất là kỳ công, kết nối mà rớt xuống thì nó bể hết. Thật ra thì mình rất là mê những sản phẩm này. Hồi nhỏ thì tuổi thơ của mình, thời ba mình còn đi cải tạo, mẹ mình thì đi kinh tế mới, các bạn thấy những trò chơi này làm gì mình có được. Tuổi thơ mình nó vất vả quá rồi, mình nhìn những sản phẩm này thì đối với mình là rất là xa lạ, mình cũng chẳng có lý thú gì cả. Nhưng mà với con mình thì mình lại đáp ứng cho nó cái nhu cầu nó thiếu thốn, cha nó đã thiếu thốn thì con của mình phải bù đắp lại, cho nên những đồ chơi này con mình mua là mình chịu hết, cho chơi xả láng luôn. Những cái sản phẩm này tự mua về xếp thì giá của nó thì độ 20 đồng một cái các bạn. Những sản phẩm nhỏ như thế này 24 đồng, 20 đồng, 18 đồng, nó cũng không có mắc, cho nên nó làm cho những trẻ em phải tập trung vào xếp rồi ngồi chơi một chỗ như vậy thì nó rất là tạo sự sáng tạo và tỉ mỉ và kiên nhẫn. Nên mình hay đầu tư con mình chơi những trò chơi Lego hay là xếp những cái hình thù như thế này. Ở trên thường thường người ta bán, người ta để những cái hình mẫu người ta xếp rồi, còn ở dưới thì nó có những cái chưa xếp, nên là nguyên thủy trong hộp, một giá nó có để dưới. Cho nên họ bán, họ rất là tỉ mỉ, họ để cho người ta coi những sản phẩm sau khi đã hoàn thành thế nào. Đây là cái sàn nhà người ta làm đây. Thì rất là đẹp.
Nhìn vào là biết là khu đồ chơi rồi. Mình sẽ mua hai tấm tranh này. Một tấm là hình con cọp. Con cọp là tượng trưng của mình. Mình sinh năm dần. Đây là một tấm con rồng là tượng trưng của con trai mình. Đó. Và Nhâm Thìn. Bây giờ để mình mua hai tấm này. Tấn lấy đi con. Và mua đem về và trưng cho phòng con cái, phòng của ba con cái nghe. Rồi bỏ vỏ đi. Mình có mang cái vỏ đi chợ theo để khỏi mình khỏi lấy bao ni lông. Mỗi lần đi chợ thì mình thường hay lấy cái bao này. Khỏi nhiều bao ni lông nhiều quá ở nhà không biết bỏ đâu. Cuốn gọn lại con. Thank you Tuấn nha. Người Nhật thì thiên chuyên viên lồng đèn, những cái đồ mà nhỏ nhỏ trưng bày, biết giấy, đèn giấy, đèn đồ thì người Nhật rất là nổi tiếng. Các bạn thấy những cái cửa mà người ta vô người ta ăn sushi, những cửa hàng thường có những cửa kéo làm bằng giấy các bạn ha, rất là đơn giản, rất là đẹp. Bây giờ mình dẫn cho con trai mình tới trải nghiệm cái máy đầu tiên này của Nhật nhập mới nhập qua. Và tại cái cửa hàng của người Nhật này. Và đó thì mình tới thì không có thấy. Cho nên mình muốn cho con trai mình trải nghiệm cái chỗ này. Nên những cái mặt hàng này rất là dễ thương. Nó không có phải như là của Trung Quốc. Cho nên những cái bạn thấy những cái mặt hàng này nó rất là đẹp đó. Tuy là một giá một đồng thôi nhưng mà nó rất là có giá trị. Nó là như một cái quà lưu niệm, nó rất là cute. Bây giờ đổi tiền $1 một đô thì lại là một cái token, một trò lần chơi là một token thôi, một cái đồng cắt à. Đưa qua coi cái đồng nó sao con, cái hình thù đồng sao đó, một cái token gì nè bỏ vô con. Đây nó để là một đồng một token, 5 đồng 5 token, mà nếu mà chơi 20 đồng thì 30 token luôn, nhưng mà mình chơi lần đầu thôi, mình chơi chút thôi. Almost there. Tí nhớ tính tiền cái nón nha, cái đeo đã quên nha. Không sao đâu con, trải nghiệm thôi con. Mình thua này, mình chơi khác không sao, vui thôi mà. Cảm ơn các bạn đã hồi sáng giờ đi chợ Nhật cùng với hai cha con của mình nha. Bây giờ thì mình ra tính tiền, sau đó mình đưa con trai đi ăn trưa. Hôm nay thì bây giờ thì mình cũng là trễ rồi, mình hai cha con cũng đi lang thang đây lâu quá. Bé chơi xong rồi mình tính tiền rồi mình đi ăn đây. Các bạn đang chắc giờ đến Việt Nam cũng đang ngủ đấy. Việt Nam bây giờ thì còn buổi sáng chưa tới 6 giờ. Rồi các bạn ngủ tiếp tục nha, ngủ ngon nha. Sáng thức dậy đi làm vui vẻ nha mọi người. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và kết nối với mình. Chúc các bạn sức khỏe, một ngày làm việc hiệu quả. Chào nhé.